Vâng, tỷ số là 2-0 trong sợi đầu thứ 7. Và đây là trận thi đấu mang tính chất là chung kết. Vâng, bên kia thì Roman Egypt, bên này thì là Summer Phoenician. Quân được xem là cân cân thôi. Bên kia có lẽ là đánh giá là xét về lý thuyết thì là nhỉnh hơn tí. Nếu mà bài mà như nhau thì Roman có khả năng có lợi về khả năng ép đời hơn so với lại Summer tí. Còn Egypt thì cũng là tuyển hơn cũng là Phoenician tí. Nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết. Và chừng nào chưa đánh xong rồi chưa nói trước được điều gì. Và một kèo đấu mà hứa hẹn rằng vâng sẽ còn lâu còn dài. Còn lâu còn dài, chưa phải là đã hết. Alo, và chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu thứ 3 trong sợi đấu thứ 7 thôi. Tỷ số vẫn đang là 2-0. Và hiện tại một vấn đề nóng nữa đang ở trên khung chat, đó là buổi họp cho ngày mai. Và sau khi hai đại gia, vâng, một đại gia Lưu Huỳnh và một đại gia, vâng, có cái tên Hải Tú muốn, vâng, tài trợ cho buổi họp ngày mai, thì thêm một đại gia nữa chào ngày mới 1202. Vâng, chào ngày mới 1202, anh muốn hỗ trợ bằng tiền mặt một số tiền 150 triệu đồng cho buổi họp ngày mai ở sân vận động Mỹ Đình. Thế như vậy là vâng, có người thuê sân, có người tài trợ phương tiện và có người tài trợ cả tiền mặt. Thực sự đó là một buổi họp, vâng, sẽ là cực kỳ hoành tráng.
Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại trận thi đấu này, một trận thi đấu mà game thủ No 1 là người đánh cung, còn BB sẽ là người đánh chém. Đây là màn hình máy game thủ BB. À, BB là người đánh cung, còn No 1 sẽ là người đánh chém. Polisian đánh chém. Vâng, 29/60 tham lai hôm nay. Bây giờ đã lọt vào đây rồi, lọt vào nhà cái thủ Van Lopperton rồi. Vâng, lọt vào nhà cái thủ Van Lopperton. Vâng, đơn giản mà. Vâng, pha này, ca này đổi. Vâng, lại còn chơi cả hai đầu này nữa. Ai chơi hai đầu này bao giờ không? Vâng, Gunny thì xài 30C. Vâng, nhẹ nhàng 30C đấu thứ 8. À, thứ 7. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu đầu tiên sau thi đấu thứ 8 rồi.